Quá trình thiết kế và giới thiệu món súp được quay làm phim tài liệu, trong đó các hình ảnh trong phòng thí nghiệm và quá trình công nghiệp xen kẽ với hoạt động săn rùa để làm thức ăn cho con người. Ông Bernardo Montedo, người đứng đầu khoa học ẩm thực trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo của Notco cho biết, công ty muốn tạo ra các tác động về văn hóa và môi trường thông qua trí tuệ nhân tạo. Hiện tại, thịt rùa và súp do AI tạo ra đều không được bán, nhưng công ty có kế hoạch tổ chức một lớp học ảo để dạy mọi người cách chế biến món súp. Sử dụng trí tuệ nhân tạo có thể rất có lợi. Tôi nghĩ chúng ta có thể loại bỏ khía cạnh đen tối của AI và nhìn thấy mặt tích cực của công nghệ này, như là việc tạo ra món súp rùa của chúng tôi. Chúng tôi có thể mang nó đến châu Mỹ Latin và mang lại những điều tốt hơn. Với sự hiện diện ở 12 quốc gia, Notco tạo ra các loại thực phẩm như bánh mì kẹp thịt, sữa, sốt mayonnaise hoặc kem làm từ thực vật mô phỏng hương vị và kết cấu của các nguyên liệu làm từ động vật truyền thống. Công ty cho biết họ phát hành cổ phiếu lần đầu đưa ra công chúng vào năm 2025. Rùa xanh nằm trong danh sách đỏ các loài bị đe dọa của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế và số lượng loài động vật này đã suy giảm nghiêm trọng do ô nhiễm, thời tiết khắc nghiệt và đánh bắt. Việc khai thác loài rùa biển này bị cấm ở hầu hết quốc gia trên khắp thế giới.